Rồi hello tất cả các bạn ha. Vừa chốt một con Winner V1 đời 2019 luôn các bạn ơi. Con này bản Edition. Tem Edition là mâm đồng luôn ha. Đây mâm đồng nè, tem chi mâm chi mâm đồng ha. Còn tem này bạn Edition. Rồi con này đó màu xám các bạn. Con này màu đen nhám ha. Đó, xe này còn nó mới rất là cao luôn. Ẩm mình mới đăng tốc là con này đạt được hơn là 60.000 lượt xem luôn các bạn. Đó. Thì khách đã thấy xong khách qua khách mua luôn các bạn ơi. Đó, tại vì Winner V1 hiện tại quá hot. Mình chỉ còn có con này. Ủa, mình còn con này với một con màu cam nữa. Mà con màu cam hiện tại là chiều nay đã có khách chuẩn bị lại coi luôn các bạn ơi. Mình không biết là sẽ có bán hay không. Nếu có bán mình sẽ quay cho các bạn coi ha. Rồi thì con này đã bán nè, đã chốt xong nha các bạn. Khách thanh toán trên đây rồi nè. Khách này từ Cao Lãnh nha các bạn. Thành phố Cao Lãnh nha. Khách chạy hơn một tiếng đồng hồ qua tới đây. Đó. Qua bên mình ra đón khách vô mua luôn ha các bạn. Đây. Đã thanh toán rồi các bạn thấy khách đang cầm tiền không? Nó thanh toán xong rồi đó. Mình còn con V1 nè, nhưng mà chiều nay khách coi nè các bạn. Nếu mà chiều nay vẫn còn xe thì mình sẽ quay lên cho các bạn coi tiếp ha. Mình sẽ báo cáo tình hình xe này vẫn còn cho các bạn mua ha. Con này có 30 triệu 500 thôi, con này đời 2017 ha. Màu đen cam. Con màu đen Edition mình đã bán á là giá 36 triệu đời 2019 ha. Còn con này rất là dễ chơi luôn, 2017 Winner V1. 30 triệu 500 thôi, có con này chạy luôn. Báo rồi bạn coi luôn. Con này odo là 7.021 km nha các bạn. Giá chỉ có 30 triệu 500 thôi, rất là dễ chơi. Còn anh em thích Thunderbolt thì cứ liên hệ số điện thoại phần mô tả ha. Mình sẽ tư vấn cho các bạn ha. Thunderbolt nè, Raider Sonic nè. Đây, nguyên một vàng nè ha. Đó. Còn mấy dòng motor ở trên nè, có Suzuki Bandit nè. Rebel 300. G15V3. Dẹp nhất. Đây, Bandit 50 triệu thôi. Suzuki Bandit ha. Con Rebel 300 nè, 97 triệu nè các bạn. G15V3 60 triệu, SX150 43 triệu. Rồi xe thì đã gắn kiến xong các bạn, kỹ thuật thì gắn kiến xong rồi nè. Con này biển Cần Thơ luôn, về đóng thế 1% mà. Con này đóng thế chưa tới, đóng thế ra biển luôn chưa tới triệu nữa các bạn. Quá rẻ là một con xe luôn. Đó, bên V1 hiện tại rất là hiếm mà xe đẹp giờ rất là hiếm luôn ha. Bên mình bán toàn xe can và xe đạp, xe đẹp thôi các bạn ơi. Đó bạn nhìn độ đẹp rất là cao luôn. Con này phải nói là 90% luôn các bạn ơi. Đó. Rồi thì xíu nữa giao xe mình quay tiếp các bạn coi ha. Rồi các bạn, hiện tại khách khá là đông luôn nè ha. Đó. Chuẩn bị giao Winner V1 nè, ngoài này chuẩn bị đi giao nè. Đây, mình nói nãy chuẩn bị giao mình quay bạn coi đó, hiện tại chuẩn bị giao hay vẫn chưa xong nha các bạn. Đó. Thì quay tiếp tục là mấy cái thu khách các bạn coi nè, hình thật vị thật hết cho các bạn. Quay xuyên cho bạn coi chơi luôn. Đó. Tí xíu nữa mình có bán thêm nữa quay tiếp trong video luôn ha các bạn. Xin chào các bạn ha, tiếp tục chốt thêm con Winner V1 nữa. Vậy là mình bán được 2 con V1 một lượt luôn nha các bạn. Khách cho một lượt 2 con V1 luôn. Con này V1 đời 2017 ha. Con này màu tem bình thường thôi. Con này bản bình thường là tem vàng. Ủa ta, mâm đen ha, mâm đen. Rồi, tem hay tem chìm ha. Tem Winner tem chìm nha các bạn. Tem chìm đời 2017, giá con này 30 triệu 500 ha các bạn. 30 triệu 500 thử một con Winner V1 đang rất là hot trên thị trường hiện nay luôn ha. Rồi, chốt nhìn còn lại 2 con Winner luôn. Khách kia đã về rồi ha các bạn. Khách kia đã về mình quay nãy rồi đó. Giờ mình tới khách này. Chuẩn bị thanh toán tiền nữa là xong nha các bạn. Con này độ mới rất là cao. Nó con này không có chùm keo nha các bạn, bên mình tháo keo ra rồi nè. Nó xe mới chát hả. Lắp máy rồi nè, còn đẹp lắm. Rồi, báo đô bạn coi luôn. 7.022, hồi nãy mình mới báo một lần rồi ha. Hồi nãy mình tưởng đó là vẫn còn xe cho các bạn mua, bây giờ hết trơn xe luôn các bạn ơi. Hết V1 luôn rồi. Winner V1 hiện tại hết luôn rồi các bạn. Đây, trống lỏng luôn rồi, xe mình bán trống lỏng luôn rồi. Mới có một buổi sáng buổi trưa không mà xe bán trống lỏng hả. Đó, chốc lỏng một hàng luôn nè. Một hàng này xe Winner X nè. Có một ngày 3-2 ngày thôi là chốt anh chơi Winner, Winner X tới Winner V1 là sạch bách luôn các bạn ơi. Cái thực hiện gắn thêm cái kiến chịu khách chạy về nè các bạn. Nó có kiến chạy về cho nó an toàn nha các bạn. Mình dòm đường xá mình chạy với phần là công an không làm khó mình nữa. Rồi bạn nào muốn mua xe cứ liên hệ số điện thoại mình để phần mô tả hay các bạn.